Ai? Mới đi bắt con vịt về tính bằng thịt mà nó quẹo quẹo đầu hoài luôn. Kêu nó bắt đầu mà vậy thì không bằng thì nó bắt đầu mà vậy. Bây giờ nó bắt đầu mà vậy rồi tính đem đi trả cho người ta lại. Cái nó quẹo đầu nữa, nó tưởng bằng thịt nó quẹo đầu nữa. Bây giờ mày ngồi dậy thì góc đầu là dậy đi đàng hoàng đi rồi tao thả mày. Còn không là tao bằng thịt luôn đó. Ngồi dậy. Nếu góc đầu dậy được á thì tao đem đi thả mày nuôi lại cho người ta nuôi. Còn không bằng thịt luôn nhau. Nha. Dậy. Đứng dậy coi. Góc dậy đi đàng hoàng coi. Góc dậy đi. Không bằng thịt. Không bằng thịt á. Mày đứng dậy mày vỗ cánh đàng hoàng đây là tao không thịt. Tao. Đó. Theo bà con vậy làm sao nở bằng thịt không? Rồi vậy là đem trả lại cho anh Minh chứ tôi không nở bằng thịt. Tại cái hồi đó giờ mới thấy á, lần đầu á, lần đầu tiên luôn á, rồi giờ đi luôn rồi đó. Nè, tiếp tục lần hai đó nè ngang, chuẩn bị tính đem đi trả mà cái đầu nó quẹo quẹo đầu nó vậy, bạch nó chết nè. Đó, nó chết rồi sao, chết bằng thịt nha. Mày chết tao bằng thịt á. Trên đây, lấy đầu cắt cổ luôn đây. Đứng dậy đi, bây giờ mày đứng dậy tao trả, đứng dậy đi. Bây giờ mày đứng dậy mày đi cái đi là tao đem trả luôn đó, trả lên trong chủ mày trả luôn á. Đứng dậy đàng hoàng, ngồi dậy đứng dậy vỗ cánh đàng hoàng đi rồi tao trả. Còn không tao bằng thịt. Ngóc dậy 1 2 3. Đứng dậy thì tao đem đi trả, còn mấy tao bằng thịt. Tại vì là trả gì là hai chị em mày chảnh đâu đó. Đứng dậy. Rồi đứng dậy đi trả thiệt chứ không có bắt ăn thịt nữa đâu. Rồi vô giờ tắm đi. Đi vô đó đi, để đá đi rồi tao sẽ trả mày chị chảnh. Lần này lần cuối cùng là tao không bao giờ ăn mày luôn. Rồi.